Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương 2018 với chủ đề Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững. Lần đầu tiên, công ty điện lực Thừa Thiên Huế đưa công nghệ Flycam vào sử dụng với mục đích phát hiện và xử lý các sự cố trên hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Sôi nổi phong trào dance sport đã thu hút đông đảo mọi người tham gia, trong đó chiếm đa số là lứa tuổi thanh thiếu nhi. Cảm ơn quý vị khán giả đã cùng thức dậy với chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể châu Á Thái Bình Dương 2018 hôm nay sẽ tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng khác. Trước đó, sau phiên khai mạc sáng qua, hội nghị đã tiến hành thảo luận nhiều nội dung liên quan đến vai trò của tổ chức phi chính phủ đối với bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, vấn đề về di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển bền vững. Tầm quan trọng của các giá trị di sản văn hóa phi vật thể được ghi nhận như một thành tố chính làm nên sự đa dạng văn hóa và là nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững. Bên cạnh vai trò chủ đạo của các cấp chính quyền, việc phát huy vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong bảo vệ di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa phi vật thể nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng. Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ càng được phát huy kể từ sau khi có Công ước Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào năm 2003. Với chủ đề Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững, hội nghị có sự tham gia của 35 tổ chức từ 16 quốc gia cùng các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về các lĩnh vực khác nhau. Trong hội nghị này có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ tham gia và họ đến để cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức cũng như những chia sẻ bài học thành công, những cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân. Tuy nhiên, tôi mong muốn thông qua hội nghị này thì sẽ tạo nên một cái mạng lưới cũng như một cái khuôn khổ để các tổ chức phi chính phủ có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm thông qua những cái nghiên cứu trường hợp của mình để cùng chia sẻ với tất cả những đại biểu khác tham gia trong khu vực. Trong 3 ngày diễn ra, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, với các phiên họp và hai hội nghị thảo luận bàn tròn, đây vừa là diễn đàn quan trọng, vừa là cơ hội để tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ qua lại giữa di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững. Trong đó tập trung đặc biệt vào hai trong số các mục tiêu phát triển bền vững được Liên Hiệp Quốc thông qua là giáo dục chất lượng và phát triển cộng đồng địa phương, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Hội nghị cũng được kỳ vọng đóng vai trò là nền tảng để khởi xướng, mở rộng hoặc trao quyền cho mạng lưới các tổ chức phi chính phủ tham gia vào việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Sự hợp tác cùng tổ chức sự kiện này cũng thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng chung tay đồng hành cùng Trung tâm Thông tin Mạng lưới Quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á Thái Bình Dương và các quốc gia trong khu vực nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể vì mục đích phát triển bền vững. Chuyển sang các thông tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chiều qua Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường dự án luật Công an Nhân dân sửa đổi. Đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia ý kiến về dự án luật này. Tại phiên thảo luận cho ý kiến về dự thảo luật Công an Nhân dân sửa đổi, các vị đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến về những nội dung lớn của dự án luật và cho rằng đây là dự án luật quan trọng, cử tri đặc biệt quan tâm và còn nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu ra soát. Một số nội dung của các vị đại biểu quan tâm như về vị trí của Công an Nhân dân, về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an Nhân dân. Tôi đề nghị thể hiện rõ trong luật thay cụm từ theo quy định pháp luật bằng cụm từ do Bộ Công an quản lý, cụ thể đề nghị viết lại như sau: kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Công an quản lý, cho nó rõ, đỡ nhầm lẫn với cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý. Về điều 17, hệ thống tổ chức của lực lượng Công an Nhân dân, tôi xin tham gia vào mục 2 là Công an xã chính quy. Tôi đề nghị cân nhắc trong bồi dưỡng sử dụng các lực lượng công an tại chỗ hiện nay mà khi lực lượng công an xã chính quy, không lãng phí cái nguồn nhân lực này.
Với tình hình giá xăng dầu thế giới liên tục giảm, trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu giảm hơn 1.000 đồng một lít từ 15 giờ chiều ngày 6 tháng 11. Theo thông báo Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa công bố, giá bán lẻ xăng trong nước giảm hơn 1.000 đồng một lít, lần lượt 1.138 đồng đối với xăng RON 95 và 1.082 đồng với xăng E5 RON 92. Trong khi đó, dầu diesel giảm 67 đồng, còn dầu hỏa và mazut giữ nguyên giá bán. Sau điều chỉnh, dầu diesel 18.544 đồng một lít, xăng E5 RON 92 có giá mới tối đa 19.600 đồng, xăng RON 95 là 21.065 đồng một lít, dầu hỏa giữ nguyên 17.080 đồng một lít. Cùng với giảm giá bán, cơ quan điều hành cũng giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời thông báo trích lập quỹ bình ổn giá 700 đồng đối với các mặt hàng xăng E5, trong khi đó ngừng chi sử dụng cho xăng RON 95 và dầu diesel. Như vậy, từ đầu năm đến nay đã có 20 lần điều hành giá xăng dầu, trong đó 6 lần tăng giá xăng, 3 lần giảm. Về số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết đến cuối quý 3, số dư quỹ này còn 3.039 tỷ đồng. So với cuối năm 2017 thì số dư quỹ giảm 2.066 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 40%. Tiếp tục chương trình là cụm tin vắn. Theo báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc về chỉ số chính phủ điện tử 2018, Việt Nam đã tăng một hàng lên vị trí 88 so với lần xếp hàng trước vào năm 2016. Việt Nam được xếp vào nhóm có chỉ số dịch vụ công trực tuyến OSI và chỉ số tham gia điện tử ở mức cao, tăng từ 0,5 đến 0,75 điểm. Như vậy, sau 2 năm, Việt Nam đã cải thiện được cả 3 chỉ số thành phần, tăng một bậc về chính phủ điện tử. Chỉ số này giúp các quốc gia, tổ chức nghiên cứu, nhà hoạch định hiểu biết sâu sắc hơn về điểm chuẩn so sánh của các vị trí tương đối của một quốc gia trong việc sử dụng chính phủ điện tử cho các hoạt động, trách nhiệm công dân và khả năng cung cấp dịch vụ công. Mới đây, Tổ chức Giáo dục Quốc tế Education First đã công bố bảng xếp hạng đánh giá kỹ năng tiếng Anh của người trưởng thành trên toàn cầu. Theo đó, năm nay điểm chỉ số của Việt Nam giảm 0,63 điểm và tụt 3 hạng từ 31 trong năm 2016 xuống hạng 34. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc trong năm vừa qua, mức độ thông thạo tiếng Anh của Việt Nam đang dậm chân tại chỗ và không có tiến bộ nào đáng kể. Từ năm 2014 đến nay, với mức tăng gần 3 điểm, từ 51,57 lên 53,43, Việt Nam được xếp vào nhóm có mức cải thiện lớn nhất trong bảng xếp hạng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu trong năm 2019 sẽ tăng 1,4% so với năm 2018, tương đương với tăng 3,8% so với mức trung bình trong 5 năm trước. Trong đó, Việt Nam đứng thứ 6 trên thế giới về sản lượng thịt lợn. Sản lượng lợn của Trung Quốc đứng đầu thế giới, đứng thứ 2 về sản lượng thịt lợn là EU, Mỹ đứng thứ 3 và Brazil là nhà sản xuất thịt lợn thứ 4 thế giới, theo sau là Nga và Việt Nam. Cục xuất nhập khẩu dự báo, trong những tháng tới, giá lợn hơi trên cả nước vẫn duy trì ở mức cao do tác động của dịch tả lợn châu Phi và nhu cầu tiêu dùng tăng. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn loại dịch bệnh này lây lan vào Việt Nam. Lần đầu tiên, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đưa công nghệ Flycam vào sử dụng với mục đích phát hiện và xử lý các sự cố trên hệ thống lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là phương pháp mới nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả khắc phục lưới điện khi có sự cố xảy ra. Tuy phương pháp ứng dụng Flycam vào việc phát hiện và xử lý các sự cố trên hệ thống lưới điện mới được Điện lực Thừa Thiên Huế đưa vào triển khai thực hiện, nhưng đã phát huy hiệu quả rất cao trong việc xử lý sự cố hệ thống lưới điện, đặc biệt đối với các tuyến đường dây xảy ra sự cố không rõ nguyên nhân và lặp đi lặp lại nhiều lần, những nơi địa hình hiểm trở, đồi núi. Tại các cái khu vực khó khăn, hầu như là để mà tiếp cận được một vị trí như vậy thì người công nhân là tìm đường rất là đường để mà tiếp cận vào cái vị trí đó là hầu như mất cả ngày trời. Đặc biệt các cái khu vực như là miền núi như Nam Đông A Lưới như vậy thì cái việc mà ứng dụng Flycam thì là giúp cho chúng tôi là tiếp cận được vị trí đó nhanh hơn. Và các cái vị trí trên tại các cái đỉnh cột thì là chúng tôi thu thập được cái hình ảnh rõ nét hơn. Từ đó là các cái vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố thì chúng tôi đều là biết nhận biết được và chúng tôi là đưa ra cái biện pháp xử lý. Với công nghệ này, đội hotline có thể thu thập ảnh chụp rõ nét tại định cột, từ đó phân tích rõ các mối nguy hiểm có thể gây nên sự cố và các nguy hiểm tiềm ẩn khi triển khai công tác sửa chữa nóng trên đường dây đang mang điện 22 kV. Đến nay, Điện lực Thừa Thiên Huế đã tiến hành ứng dụng trên 30 cuộc dò tìm sự cố trên hệ thống lưới điện toàn tỉnh, cũng như giám sát việc công nhân thực hiện các đợt bảo trì lưới điện trước mùa mưa bão. Ứng dụng những cái công nghệ mới để phục vụ cho cái công tác quản lý vận hành, đó là cái công tác và sử dụng Flycam
để mà điều tra và khảo sát cái lưới điện. Với cái flycam mà được trang cấp thì chúng tôi có thể tiếp cận được những cái vị trí mà con người khó có thể tiếp cận được. Và để làm được việc này thì là chúng tôi cũng đã tìm tòi và nghiên cứu rất là kỹ các cái thiết bị và ứng dụng nó vào cái công tác quản lý và vận hành lưới điện. Được biết, thời gian qua, Điện lực Thừa Thiên Huế luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao với mục tiêu áp dụng và khai thác tối đa công nghệ hiện đại tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, ngăn ngừa sự cố, giảm thời gian mất điện khi bảo trì bảo dưỡng, nâng cao sản lượng cung cấp điện, ngăn ngừa và loại trừ nhanh chóng các nguy cơ sự cố trên lưới điện. Tiếp tục chương trình Huế ngày mới là một số thông tin khác. Ngày hội cơm ngon con khỏe là chương trình do nhãn hàng Knorr phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hải, xã Vinh Thanh và thị trấn Thuận An tổ chức. Hoạt động đã thu hút đông đảo các hội viên hội phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Vang tham gia. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tổ chức quỹ Unilever Việt Nam. Ngày hội đã đem lại cho các chị em phụ nữ những chương trình hấp dẫn thú vị như trò chơi ô chữ may mắn, rút thăm trúng thưởng, chế biến món ăn. Ngoài ra, các chị em phụ nữ còn được các chuyên gia dinh dưỡng tư vấn về những kiến thức, kỹ năng thực hành nấu các bữa cơm dinh dưỡng, sử dụng các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa ăn hàng ngày, kiến thức cải thiện tình trạng chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em hiện nay. Hoạt động này đã góp phần trong nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các tiêu chí ba sạch gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên lần thứ 22 sẽ bắt đầu khởi tranh tại Huế vào 15:30 chiều nay ngày 7 tháng 11. Trước đó, ban tổ chức đã tiến hành họp báo thông tin đến báo chí, đồng thời tiến hành thủ tục bốc thăm chia bảng. Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 11 đến 27 tháng 11 trên sân vận động Tự Do và một sân phù với 8 đội tham dự. Với kết quả bốc thăm, bảng A lần lượt gồm chủ nhà Thừa Thiên Huế, Hà Nội, BKM Bình Dương và Đắk Lắk. Bảng B gồm có Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An và Long An. Trận đấu mở màn của giải vào 16 giờ chiều ngày 7 tháng 11 giữa đội chủ nhà Thừa Thiên Huế và câu lạc bộ Hà Nội sẽ diễn ra trên sân vận động Tự Do. Trải qua 21 lần tổ chức, giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên là một sân chơi thường niên dành cho các cầu thủ trẻ quốc nội có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời còn là dịp để các nhà chuyên môn tìm kiếm các tài năng trẻ để bổ sung vào lực lượng đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo kế hoạch, ngay sau khi giải đấu kết thúc, 22 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại giải lần này sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu vòng chung kết giải U21 quốc tế Bảo Thanh Niên tổ chức tại Nha Trang vào tháng 12. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá U21 Bảo Thanh Niên đã được chủ nhà Thừa Thiên Huế hoàn tất. Chờ đón những trận cầu hấp dẫn trên sân vận động Tự Do Huế, các đội cũng đã có buổi làm quen với sân tập để chuẩn bị cho hành trình chinh phục cúp vàng, ghi nhận của phóng viên Huế ngày mới. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đội bóng tại giải đã cùng tham gia buổi tập nhẹ để chuẩn bị cho trận mở màn. Dù phải tiếp đón một trong những đối thủ nặng ký của giải là câu lạc bộ Hà Nội ngay trận đầu ra quân, tuy nhiên không khí tập luyện của đội chủ nhà Thừa Thiên Huế vẫn khá vui vẻ, thoải mái. Đến với giải lần này, U21 Huế vẫn giữ bộ khung là dàn cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia vừa qua như Trần Thành, Nguyễn An, Nguyễn Văn Sang. Chuẩn bị cho trận mở màn, thay vì những bài tập thể lực nặng nề, huấn luyện viên Phan Văn Trí chủ động cho các cầu thủ trẻ chơi một số trò chơi với quả bóng để tăng cường cảm giác bóng, đồng thời tạo bầu không khí thư giãn cho toàn đội. Để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai về tinh thần tập luyện và cái khát khao của các em là theo đánh giá ban luyện là tốt để chuẩn bị cho một trận đấu. Thì về phía chúng tôi rất tôn trọng đối thủ, thì chúng tôi đánh giá đối thủ đội mạnh, vì vậy là chúng tôi hết sức tập trung và cũng mong muốn là giành được kết quả tốt nhất. Cùng với Hoàng Anh Gia Lai, Viettel và Sông Lam Nghệ An, thì U21 Hà Nội cũng được đánh giá là một trong những ứng cử viên năng ký cho chức vô địch. Bên cạnh dàn cầu thủ trẻ thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội B đã khẳng định được chất lượng. Tại giải lần này, U21 Hà Nội còn có sự góp mặt của vài cái tên nổi bật từng khoác áo U19, U20 và U23 quốc gia như thủ môn Đỗ Sĩ Huy, hậu vệ Nguyễn Thành Trung. Dù phải tiếp đón đội chủ nhà Thừa Thiên Huế, tuy nhiên 3 điểm ngay trong ngày đầu ra quân vẫn là mục tiêu mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức quyết tâm hướng tới.
Năm nay thì đội Hà Nội là đội nòng cốt chính, là đội Hà Nội B, và có tăng cường những vận động viên còn lứa tuổi của 21 ở trên đội FC xuống, Hà Nội FC xuống. Thì cái sự chuẩn bị của đội Hà Nội thì nói chung là cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, là đầy đủ và chuẩn bị để chuẩn bị cho một trận đấu mở màn mà khai mạc của giải đấu là được quay trực tiếp và gặp đội chủ nhà Huế. Thì các em vẫn rất là phấn khích và vẫn nhiều người rất là mong muốn được chơi trận đấu đó. Theo lịch thi đấu, ngay sau trận đấu mở màn giữa U21 Huế và U21 Hà Nội sẽ là trận đấu giữa hai đội còn lại của bảng A là BKMX Bình Dương và Đắk Lắk. Mong rằng với sự chuẩn bị kỹ càng, các đội bóng tham dự giải sẽ cống hiến cho khán giả cố đô những trận cầu hay và hấp dẫn tại vòng chung kết năm nay. Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Bảo Thanh Niên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, song song với học văn hóa, việc tìm cho con em mình một sân chơi bổ ích, lành mạnh là điều các phụ huynh luôn trăn trở. Bên cạnh các hoạt động quen thuộc như là bơi lội, võ thuật, ca hát, trong những năm gần đây, dance sport rồ lên như một phong trào văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo mọi người tham gia, trong đó chiếm đa số là lứa tuổi thanh thiếu nhi. Bộ môn này đã giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự tự tin và bồi dưỡng một tâm hồn đẹp, yêu nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng khoảnh khắc ngày mới tìm hiểu bộ môn thể thao thông qua không khí tập luyện sôi nổi tại một số câu lạc bộ dance sport. Sau những giờ học căng thẳng, những buổi chiều gặp nhau tại sân tập nhảy dance sport có thể xem là những phút giây vui vẻ, hào hứng nhất với những bạn nhỏ này. Dù đã chiều muộn, nhưng trên sân tập, mồ hôi vẫn rơi theo từng bước nhảy nhịp nhàng của các học viên trong độ tuổi thanh thiếu niên. Nhìn những bước chân nhỏ lướt trong tiếng nhạc, đôi mắt chăm chú, tập trung làm theo thị phạm của huấn luyện viên, có lẽ không quá khó để hiểu vì sao khiêu vũ thể thao lại có sức hút đến như thế. Có học dance sport này lắm rồi. Ngày gần một năm. Và đến học cũng thấy vui không? Vui, cả các bạn, có thể dạy được nghe nhạc nhiều và được học nhiều bài dạy khiêu vũ của thầy. Dạ, con đi học ở đây có rất là nhiều người bạn và học rất là vui. Sau với việc ở nhà chơi game, con thích đi học hơn. Học lớp 6, con học dance sport hơn một năm. Học môn đi là có thể tiếp xúc với bạn bè và có thể được nghe nhạc và rất là vui. Con ước là sẽ trở thành một cô kiên tưởng dance sport. Mong muốn lớn nhất của các phụ huynh khi cho con tập luyện dance sport không hẳn là phát hiện năng khiếu hay những bước nhảy điêu luyện, mà trên hết đó là nâng cao sự tự tin, rèn luyện thể lực và tinh thần tập trung kỷ luật. Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ, sau khi tập luyện môn thể thao này, nhiều bé cảm thấy thích thú, sức khỏe tốt hơn và nhất là bớt đi thời gian rảnh rỗi làm bàn với máy tính, internet. Khi trong môn này là cũng là bản chất là gọi là dance sport là hẳn cũng mang tính chất thể thao. Có nghĩa là để cho cháu nó khỏe mạnh trước. Sau đó đi học về thì từ đó nói thôi, nó cũng học về là cũng ra mồ hôi mà cũng thấy khỏe người. Có nghĩa là ngày nào là nó cũng có thể dục. Cái môn này là cũng rất là dễ thương. Cho nên là chị cũng chọn cho cháu để cháu tham gia môn chương trình này. Thì môn này là thấy cháu cũng đam mê nữa. Khiêu vũ thể thao là môn nghệ thuật mang tính biểu diễn cao, đem lại cho trẻ sức khỏe, sự nhanh nhẹn, uyển chuyển, lòng tự tin, khả năng cảm thụ nghệ thuật sâu sắc. Khiêu vũ thể thao cũng là môn giáo dục thể chất, luyện cả tinh thần, ý thức, cho trẻ tự tin để thể hiện mình trước đám đông, có vóc dáng chuẩn và sự trưởng thành trong giao tiếp ứng xử. Môn thể thao đặc biệt này không kén người học, tính tập thể cao nên rất hợp với tính cách hiểu đồng của tuổi học trò, nam, nữ đều có thể theo học. Trong quá trình mình vừa học vừa dạy thì mình phát hiện ra bộ môn dance sport dành cho lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên thì rất là tốt cho các em, vì bộ môn này nó sẽ phát triển tư duy về thể chất, với là học dance sport sẽ giúp các em có được một cơ thể lực tốt, tăng trưởng chiều cao. Tất cả là các bé 4 tuổi 5 tuổi mà học bộ môn dance sport là cái độ tuổi ban đầu đời của bé là học rất là tốt để nhanh chóng vượt bậc cái chiều cao của mình. Trong quá trình tập luyện thì các bé có vẻ rất là thích thú, vì các bé rất thích vận động mạnh,
Lúc bắt đầu thì phát hiện bộ môn dance sport rất là khó khăn, nhưng quá trình lâu dài từ phát hiện cho các bé rất là thích. Hiện nay các bé là học rất là nhiều, rất là đông, mang lại phát hiện cho Huế mình rất là phổ biến về dance sport. Hiện nay việc học và tập luyện dance sport không chỉ giới hạn tại trung tâm mà đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp cơ sở, các trường học. Điều này chứng tỏ sức hút không hề nhỏ của khiêu vũ thể thao và lợi ích của môn thể thao đặc biệt này trong việc nâng cao thể chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi. Phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 7 tháng 11. Do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, không khí lạnh tăng cường nên ở Thừa Thiên Huế trời chuyển nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ trung bình từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.